Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ mọi người cùng theo chân mình Quý để gặp gỡ Minh Dự của chúng ta ngày hôm nay đang làm gì nha. Chị ơi, chị ơi, Dự, Dự ơi. Hả? Dự. Ủa, trời ơi, gì vậy em? Nhưng chưa quay mà. Đâu có đâu, nãy giờ là bắt đầu quay rồi đó. Anh mới chào quý vị khán giả xong nè, giới thiệu Chuyện Đó Chuyện Đây luôn nè. Bây giờ nãy giờ anh đang mơ màng cái gì vậy? Trời, sao anh chào gì sớm vậy trời? Trời ơi, bắt đầu quay nãy giờ em không tập trung, em đang mơ màng cái gì vậy hả Dự? Dạ, em nói cái này ra là quý vị khán giả đồng cảm với em lắm. Bây giờ cái mùa dịch này á, mùa giãn cách này, mình ở nhà, mình bảo vệ sức khỏe, nhưng mà mình cũng rất là thèm đi chơi. Mình nhớ lại những nơi mình từng đi á, và bây giờ em đang rất là muốn đi Đà Lạt, tại vì em rất thích cái không khí, những cái cánh rừng, rất là nhiều cây cối mát mẻ. Nãy giờ em ngồi em tưởng tượng em được đi du lịch. Hay nói vậy là em cũng đang mong muốn đi dạo đồi thông trên Đà Lạt này đó hả? Đó, tại vì á, lúc nào mà mình đi du lịch mà mình thấy khung cảnh mà càng nhiều cây xanh, càng nhiều rừng là nhiều, là em thích lắm. Hay quá, vậy là cầu được ước thấy luôn. Bây giờ anh sẽ cho em giống như là mình tưởng tượng mình sẽ đi du lịch ở trên Đà Lạt luôn ha. Đây. Đâu? Thấy gì không? Anh mới bứng được một cánh rừng nè. Hả? Mình tưởng tượng được không? Là có hai cái miếng lá là anh nghĩ là cánh rừng rồi hả? Vậy mà mình phải giãn cách ở trong nhà nữa, mình đâu có cơ hội để mình đi du lịch. Bởi vì mình phải tự tưởng tượng cho phong phú và đa dạng chứ em. Thôi biết là tưởng tượng rồi, nhưng mà thí dụ anh lắp đặt cảnh giả thì nó cũng phải nhiều cây hơn chút chứ. Nếu chụp hình sống ảo được. Ok, bây giờ em muốn hình dáng độc đáo, phong phú, đa dạng chứ gì. Thôi được, vậy bây giờ anh sẽ dẫn em trực tiếp đến gặp một người. Anh tin chắc chắn là người đó sẽ có toàn bộ những cái yêu cầu mà em đòi hỏi ha. Rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau gặp bạn Trần Long Nhật của chúng ta ngày hôm nay. Hello, chào Trần Long Nhật, chào em. Vâng, em xin chào anh Quý và anh Dự. Và chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Trời ơi, chưa xung quanh Nhật rất là nhiều cây. Mà trong đó Dự cũng biết vài cây nha. Tại Dự rất thích cây kiển nhỏ. Trước khi đi sâu vào những cái cây cảnh xung quanh Nhật, thì Nhật có thể giới thiệu sơ một chút về bản thân mình cho khán giả biết được không? Bạn Trần Long Nhật, 22 tuổi, sống tại Hà Nội, là founder của Hus Garden, chuyên kinh doanh mặt hàng cây không khí. Trang mạng xã hội của Nhật sở hữu hơn 40.000 người theo dõi, một con số khá ấn tượng, chứng minh sự quan tâm của giới trẻ dành cho loại cây đặc biệt này. Do đặc tính không cần đất nên cây không khí đã được Nhật tận dụng khoảng không bên trong mình để làm ra những tác phẩm thiết kế theo phong cách đương đại, mô phỏng những con vật hay cảnh rừng núi, đại dương. Trong việc sáng tạo sản phẩm, Nhật cho biết bản thân luôn gửi gắm ý nghĩa riêng bên trong mỗi bình cây không khí. Đa số, chúng sẽ giúp mang lại cảm giác bình yên, thư giãn cho người trồng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Xin giới thiệu mọi người, mình là Nhật, mình là founder của Hus Garden. Mọi người có thể đọc là Hú Garden cho nó dễ đọc. Bên mình thì chuyên có các cây cảnh để các bạn trang trí nhà cửa hoặc là làm quà tặng nhỏ nhỏ xinh xinh để bán, rất đáng yêu. Rồi. Nhật đã mở cửa hàng cây cảnh của mình được bao nhiêu lâu rồi? Nhưng mà nếu mà tính cả thời gian mà em bán online nữa thì nó sẽ được khoảng 2 năm rưỡi, gần 3 năm đấy ạ. Nhật ơi, em có thể chia sẻ cho anh Dự cũng như là quý vị khán giả được biết cái tên của cửa hàng em nó đặc biệt quá. Anh không hiểu tại sao nó gọi là Hú Garden hay là Hus Garden nữa không? Cái tên nó nghĩa là cái gì? Hus Garden ấy, chữ Hus trong tiếng Na Uy ấy thì nó có nghĩa là nhà. Thì em muốn là mọi người có một ngôi nhà, nó là cả một cái vườn cây luôn. Thì khi mà gần cây cối chúng ta, gần gũi thiên nhiên thì chúng ta sẽ cảm giác được bình yên và cảm thấy được ấm áp hơn. Thì nó sẽ như một ngôi nhà của chúng mình, thế nên là em đặt chữ Hút là trong tiếng Na Uy ấy. Rồi, bây giờ nếu như mà nói về những cây cảnh của Nhật thì Nhật thích nhất loại cây cảnh nào? Nếu mà nói về các loại cây thì em thích rất là nhiều. Nhưng mà về mọi người, khách hàng của em thì hiện tại thì các bạn đang thích nhất đó là cái dòng cây không khí của bên em. Cây không khí thì Dự nghe hơi lạ đó, giải thích thêm đi.
Vâng, cây không cây không khí nó có xuất phát từ rừng Nam Mỹ, thì nó là một cái loại cây như thế này. Đó. Mọi người có thể thấy là thực ra là ở ngoài tự nhiên ấy, cái cây này nhìn như bông hoa như này thôi, nhưng mà thực ra ngoài tự nhiên là nó sẽ mọc ngược như thế này này. Ở trên và rễ của nó sẽ bám vào những cái cành cây và những cái nơi mà nó có độ ẩm cao. Và đấy là nơi điều kiện tốt nhất để cái cây không khí này nó sinh sôi và nó đẻ ra được những cái cây con. Nhật ơi, thật sự là bản thân anh thấy đây là lần đầu tiên mà anh nghe cái tên là cây không khí, nó rất là lạ. Mà cơ duyên nào dẫn em tìm được cái nguồn gốc của cây này và nó có hình dáng như thế nào, em có thể chia sẻ cho anh được không? Khi mà làm một người yêu cây ấy, thì em muốn là mình có tất cả các loại cây. Thì những cái cây không khí này thì thực chất là người ta đang nuôi và đang nhân giống ở Thái Lan nhiều và em nhập về Việt Nam mình. Thì bọn em đã phát triển lên là thành những cái sản phẩm như thế này. Nó là một bình thủy tinh mô tả giống một cái đại dương, và bên trong là được tạo hình như là một con sứa, và bên dưới là có ốc biển và nhìn rất là mát mẻ. Rồi, cảm ơn Nhật. Dự có thấy một số trang mạng bán những loại cây giống như Nhật đang thiết kế vậy đó, thì Dự nghĩ nó mang cái tính trang trí hoặc là decor trong góc phòng, góc nhà nhiều hơn. Nhưng Dự thắc mắc là trang trí như vậy thì cái cách nuôi dưỡng thế nào và nó sống lâu không? Với cái cây không khí này thì nhìn thì có vẻ là rất là mảnh mai như thế này thôi, nhưng mà thực ra chăm nó lại rất là dễ. Thì khi mà chăm cây cây không khí này, mình chỉ cần chuẩn bị một cái bình xịt và có thể xịt ẩm như thế này này. Đó. Và cứ khoảng 2 ngày một lần mình nhấc cái cây không khí lên và mình xịt ẩm cho nó, rồi đợi cho nó khô hẳn. Và phải đợi cho nó khô hẳn nhá, thì chúng ta mới bỏ lại vào trong bình, hoặc là chúng ta cứ để như thế thôi. Mọi người có thể trưng bày cây không khí ở trong nhà như thế này, để yên như thế này cũng được, và thỉnh thoảng chỉ cần xịt ẩm cho nó là nó đã có thể sống được rất là khỏe rồi. Nhưng mà tại sao nghe cái là thú vị ha. Nhưng mà anh Quý có thắc mắc không là tại sao gọi là cây không khí mà không phải là cây này cây kia? Tại vì là cái cây này chỉ cần để như thế này thôi và không cần đất. Đấy, nó chỉ cần độ ẩm thôi là nó đã có thể sống được rồi. Kể cả là hay có quá. Để trong nhà không cần tưới cho nó, kể cả 1-2 tháng vẫn có thể là có những cây khỏe, nó sẽ không sao hết. Vì thế nên người ta gọi nó là cây không khí. Còn về kích cỡ, đây là cái kích cỡ bình thường của các loại cây không khí. Nhưng mà sẽ có những loại cây nhỏ hơn hoặc có những loại cây to hơn. Có những cây nó có thể lên đến đường kính là 60cm đến 80cm. Bên em có rất là nhiều loại cây, nhưng mà nổi bật thì đó là các sản phẩm mà bên em đựng vào trong bình thủy tinh như thế này. Tại vì nhìn nó đơn giản và có một chút gì đấy nó sang trọng để mọi người đặt trên bàn hoặc là đem đi tặng ấy, thì nó lạ hơn, độc đáo hơn. Dạ, vậy cho vừa hỏi là với cái thiết kế cho một chậu cây như vậy thì Nhật nghĩ nó phù hợp với cái bối cảnh nào, cái góc trang trí thế nào? Với một cái bình như thế này thì Nhật thấy là phù hợp. Đa phần là phù hợp với tất cả mọi nơi, nhưng mà ưu tiên là những nơi có trang trí đơn giản thì nó sẽ tôn lên được cái vẻ đẹp của cây hơn. Anh Quý có tính mua không? Anh Quý hỏi giá đi. Chắc chắn là anh, thực sự anh nãy giờ anh thấy anh rất là thích mô hình cây không khí này. Nhưng có thể chia sẻ cho anh biết là giá cả của cây này thì tầm cỡ bao nhiêu không em, so với những cây bình thường? Giá cả một cái bình như thế này thì đã lên trang trí hết rồi, như này thì nó sẽ khoảng 300. Trước khi mà bắt đầu cái công việc lắm mà mới mẻ này thì công việc trước đó của em là gì? Em thì thực ra là sinh năm 99, năm nay mới vẫn là em vẫn còn thực ra em vẫn còn đang đi học. Bây giờ thì vẫn là năm tư đại học thôi, thì từ năm nhất em đã đi làm rồi, em đi làm nhân viên kinh doanh. Thì kinh doanh nên đó là nhân viên kinh doanh nội thất và nhân viên kinh doanh điện máy. Thì sau một thời gian làm việc với những môi trường năng động như thế thì em cũng khá là thích kinh doanh. Và tình cờ là có một người bạn của em tặng cho em rất là nhiều cây vào cái ngày sinh nhật. Thế từ đó thì em lại rất là thích cây, lúc nào em cũng sưu tầm cây. Cứ có tiền thừa ra là em lại đi mua cây hết. Thế nên là dần dần thì cái niềm yêu cây nó lớn, thì em quyết định là mình thử kinh doanh cây xem như thế nào. Thì bắt đầu thì em buôn bán online, nhưng mà sau khoảng 8 tháng làm online thì em bắt đầu mở được cửa hàng ở bên ngoài.
Wow, rất là giỏi ha Dự ơi. Nhưng mà hả, Dự thấy trên bàn Nhật á còn rất là nhiều mẫu mã nữa, Nhật giới thiệu cho Dự xem luôn được không? Để Dự chọn qua cái chương trình này luôn, lát Dự mua. Thực ra thì đây là cái mẫu bên em, thực ra đây là cái mẫu bán chạy nhất này. Đó, Dự thích cái mẫu này nè. Vâng, cái mẫu này thì nó mang đến cho mọi người cái sự an yên khi mà bên trong đặt một bức tượng Phật như thế này. Thì khi mà mọi người để trên bàn ấy, thì nó sẽ mang lại cái cảm giác là an yên và yên bình cho mọi người hơn. Đó, thì đây mới là cái mẫu bán chạy nhất. Cái này giá nhiêu nhỉ? Cái này thì nếu mà anh Minh Dự thích thì em sẽ tặng cho anh Minh Dự một bình. Nhưng mà sẵn tiện nói giá đi cho khán giả mua. À, một Nhật ơi, anh cũng thích cái chậu cây đó lắm á Nhật ơi. cái mẫu này bên em gọi là bình an yên. Cái mẫu này có giá là 399.000. Ừ. Thì nó sẽ gồm tượng Phật luôn. Đó, Dự thấy cái này á, nhất là trong cái mùa giãn cách này, những cái lúc mà mình áp lực hàng ngày vì công việc, vì cuộc sống hay bất kỳ gì đó mình mệt mỏi, thì chiều tối về nếu mà ai trang trí sẵn như mình một cái góc ở trong phòng ngủ của mình để mình ngồi mình làm những việc cá nhân, mình thư giãn, thì đây là cái bình an yên mà Dự cần. Cái thông tin mà mua bán rồi chuyển hàng lát mình nói riêng xong. Chưa gì là anh thấy Nhật là có hai khách hàng rất là đặc biệt rồi đó nha. Chắc chắn là sẽ ủng hộ Nhật trong thời gian sắp tới ha. Rồi, vậy cho Dự hỏi là thật ra trước khi mà gặp Nhật thì Dự đã lướt rất nhiều trang mạng như Dự nói, thì thấy cái loại cây không khí của Nhật rất là nhiều mẫu mã, những trang mạng khác cũng có bán. Vậy thì Nhật nghĩ là loại cây không khí mang tính trang trí như thế này nó đang ảnh hưởng thế nào đối với các bạn trẻ hiện nay? Cái loại cây không khí như này thì thường thì mọi người ai hình như Nhật thấy, em riêng em thấy thì ai hình như cũng có một chậu cây trong nhà. Và đa phần thì nó là những cái mẫu cây nó cũng có khá là lâu rồi ấy. Thế nên là thường thì mọi người sẽ muốn tìm những cái mới mẻ hơn. Ví dụ như là cái mẫu bình này của bên em thì mọi người rất là thích, khi mà mới ra thì mọi người thấy rất là lạ, thì rất là nhiều người tìm đến cái sản phẩm này. Và còn cái mẫu mà an yên này cũng vậy, mọi người cũng muốn một cái chậu cây, vẫn là cây nhưng mà nó phải độc lạ nữa cơ. Thế nên là, và nó mang theo nhiều cái giá trị tinh thần khác nữa. Thế nên là mọi người cũng tìm đến bên em để chọn mua những cái sản phẩm bên em trang trí sẵn lên như thế này. Anh nghĩ là với những loại hình, với những cái cây kiểng như này còn khá là mới mẻ so với thị trường, thì chắc chắn là bản thân là một người trẻ thì em buộc phải gặp những cái khó khăn lúc đầu đúng không? Em có thể chia sẻ những cái khó khăn đó và có thể cho anh và mọi người biết được cái cách bí quyết nào để giúp em vượt qua được những khó khăn không? Đúng là khởi nghiệp thì có rất nhiều khó khăn, nhưng mà đối với em thì để mà vượt được qua khó khăn đó là cái tính kiên trì. Thì từ cái đợt mà em bán online ấy, thì những ngày đầu tiên không có khách đâu, nhưng mà mình vẫn kiên trì, mình vẫn đi theo, mình vẫn thường xuyên là tương tác này và và đăng tải những cái nội dung tốt lên cái trang Instagram của mình, thì để em phát triển được hình ảnh, và từ đó thì cũng dần dần có lượng khách nhất định. Và một cái điều đặc biệt nữa thì em nghĩ là đối với cây cảnh ấy thì nó không mang đến cho mình những cái áp lực, mà nó chỉ thực ra là khi mà chăm cây thì mình lại cảm thấy rất là thoải mái. Có khi cả ngày em ở vườn em chăm cây thì nó vẫn rất là ok, mình không thấy mệt mỏi gì cả. Thế nên là em nghĩ cái điều đấy là cái điều mà khiến em đồng hành với cả cây với cả cây cảnh đến bây giờ. Vậy cho Dự hỏi là khi mà mình có những cái mẫu mã bắt mắt như vậy, thì nếu như có khách hàng đặt hàng và làm theo cái mẫu thiết kế riêng khách hàng, thì bên Nhật có nhận hay không, hay là chỉ bán những mẫu mã mình làm ra thôi? Tất nhiên là khi mà khách hàng mà có nhu cầu muốn thiết kế theo ý tưởng của khách thì em cũng sẽ hỗ trợ hết sức trong khả năng của mình để làm sao mà khách có một chậu cây ưng ý nhất.
Với lại cho Dự hỏi là so với cái việc kinh doanh và chăm sóc những loại cây bình thường, vậy cái điều thú vị đặc biệt hay lợi ích nào từ cây không khí mà khiến Nhật đam mê nó tới vậy? Cũng giống như mọi người thôi, nhưng tại vì là em thấy cây không khí nó mới lạ và nó cũng dễ chăm nữa, thế nên là đấy là cái điều khiến em đặt rất là nhiều tâm huyết vào những cái chậu cây không khí như thế này. Với cả là cái điều mới lạ của nó này, một cái nữa là khi mà khách hàng ấy người ta thích thú với cái sản phẩm của mình ấy thì mình cũng lại càng tâm huyết về nó hơn. Thì bản thân anh cũng là một người rất là thích cây cảnh. Anh cũng có mua những loại cây nhỏ nhỏ xinh xinh về, sau đó tự mình trang trí, mua những cái mô hình nhỏ nhỏ để tự trồng và sau đó tặng cho bạn của mình. Thì bên cây của mình có những mẫu mã như vậy không? Và những cái mẫu mã đó là do mình sáng tạo hay là mình áp dụng những thiết kế từ bên ngoài về? Đối với cả những cái chậu cây mà có thêm những cái đồ trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh như anh Quý nói thì bên em cũng có. Những cái thiết kế, những cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh đấy là mình mang từ bên nước ngoài về. Còn mình trang trí như thế nào, mình biến tấu cái chậu cây của mình như thế nào, đấy là ý tưởng của mình. Thì thường thì mỗi người sẽ có cái khả năng sáng tạo khác nhau, thế nên là những cái chậu cây trang trí như thế nó cũng khá là hay, để cho mọi người chọn được cho mình một cái chậu cây ưng ý nhất. Vậy thì bây giờ Dự cũng thắc mắc là cái quá trình làm cũng kỳ công không á, với gồm những cái bước nào, cho nên bây giờ thằng Nhật có thể thực hành chút xíu cho Dự với lại Quý xem không? Vâng, để em sẽ làm một chậu cây không khí đại dương như thế này cho anh Quý và anh Dự cùng xem và tất cả mọi người cùng xem nhé. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu làm một cái bình đại dương cho mọi người cùng xem nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bình thủy tinh như thế này. Có một cái bình thủy tinh như thế này. Tiếp theo là đổ cát biển vào. Ok. Rồi thì không biết là anh Minh Dự với cả anh Quý thích cái màu nào trong ba cái vỏ của ốc này. Cái nó có gai gai chấm chấm á. Đúng rồi, anh cũng thích cái gai đó. Ủa mà sao anh thấy cái vỏ ốc đó khá là lạ, cái đó là do mình tự thiết kế hay là ốc nào vậy hả Nhật? Cái này nó là, thực ra đây là cái vỏ nhung biển. Mọi người biết cái con cầu gai không? Biết, này từ vỏ của vỏ cầu gai đúng không? Vâng, đây thực ra đây là cái vỏ cầu gai này. Ủa, ủa anh Quý thì nào vậy? Anh có đi bắt mấy con cầu gai này chưa? Anh chưa đi bắt nhưng mà anh cũng đã từng nếm qua con cầu gai này, cái gì rất là ngon ha. Tại vì có nhưng một lần á em con đi cầu gai này sao? Có một lần em đi biển ở như ở ngoài Bình Thuận á đó, thì là có mặc áo phao nhảy xuống để lặn ngắm san hô và có bắt những con cầu gai này. Hình như là người ta kêu là con nhum, để nhum biển để nấu cháo ăn á. Đúng rồi, con nhum biển, nó còn có tên của nhum biển. Dạ, trời nó bún gai nhìn sợ lắm, mà cái này là mình phải bắt nó rồi mình làm sao cho ra thành cái vỏ này vậy anh Nhật ơi? Cái này thì thực ra thì cái này cũng là mình, cái này là em nhập từ nước ngoài về, tại vì ở Việt Nam không người ta không làm được cái này. Để sơ chế mà nó sản xuất ra một cái này thì nó cũng rất là kỳ công ấy. Đúng nên rồi, là đúng rồi. cái này là em nhập từ bên nước ngoài về đó. Thì anh Minh Dự và anh Quý sẽ chọn cái con này, thế nên là em sẽ làm theo cái mẫu này cho anh Minh Dự và anh Quý xem. Bước tiếp theo là sẽ chọn cây không khí để buộc vào. Chúng ta phải ướm xem cây không khí nó có phù hợp với cái bình hay không. Cây không khí được biết đến là loại cây khí sinh, chúng không trồng dưới đất mà sinh trưởng nhờ hấp thụ dinh dưỡng từ không khí. Có rất nhiều loại cây không khí như tóc tiên, kim yến, sao mai, hồng hành, vân vân. Loại cây này đang được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng bởi tốn ít công chăm sóc. Giống như cái tên, cây lọc không khí có tác dụng loại bỏ chất độc hại và làm sạch không khí. Lá của cây rất đặc biệt,
Chúng có khả năng hấp thụ khói bụi và những chất độc hại gây ô nhiễm môi trường. Theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, khoảng 1kg cây không khí chứa khoảng 0,2mg metabolizadoli. Chất này có tác dụng chuyển hóa những chất độc hại trong không khí thành các dưỡng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Ngoài ra, cây còn có khả năng loại bỏ một số chất gây ung thư. Chính vì thế, cây thanh lọc không khí trong nhà sẽ giúp bạn luôn có không gian xanh tươi, trong lành và mát mẻ. Luồn vào ốc xong rồi thì mình sẽ chỉ cần buộc vào một cái nhánh gỗ như này thôi. Đó, hãy ướm khoảng cách nha. Lồng đèn quá ha. Đó, dùng cái lồng đèn. Đấy, hãy ướm khoảng cách để cho nó vừa vặn. Rồi cố định lại vào cái thanh gỗ này là được. Cái cây này mỗi ngày mình tưới nước cho nó lên lá hay sao hả Nhật ơi? Vâng, mỗi ngày thì mình sẽ xịt ẩm cho nó lên cái lá nhá. Chỉ cần xịt ẩm thôi, nó sẽ hấp thụ độ ẩm qua hấp thụ hơi ẩm qua cái phần lá của nó. Rồi, và bước cuối cùng đó là sẽ trang trí nốt những cái phần còn lại. Mấy cái vỏ ốc này là hả dưới ơi sau biển nữa, sau biển là sau biển thiệt luôn hả Nhật? Vâng, sau biển thật đấy ạ. Nhưng mà sau biển này đã khô rồi. Rồi mình lấy ở đâu? Mấy cái đó mình lấy ở đâu? À, phần sau biển với vỏ ốc này thì được cái rất là vui, nó là em lấy được ở Vũng Tàu. Ồ. Người dân đây được các người dân ở Vũng Tàu là sản xuất ra để trang trí ấy. Hèn chi. Bây giờ đi Vũng Tàu buổi tối đi để ngắm sao biển toàn thấy sứa không thôi. Toàn thấy sứa không thôi. Đó và thế là hoàn thành xong một chậu cây rồi. À hay quá. Nhìn rất là hay quá, dễ thương quá. Muốn chụp tấm hình khoe lên Facebook dễ sợ luôn. À, Dự ơi, sau khi mà em xem được những cái thông tin cũng như là cái bí quyết mà bạn chia sẻ thì em có cảm thấy thích thú về cái dòng cây mới này không? Và em có tự tin là em có thể trồng được những cái cây này trang trí ở nhà không? Thực ra thì em thấy loại cây không khí này nó cũng phù hợp với những người mà ít để tâm tới cây cảnh nha. Tức là sao? Thích có cây cảnh trong nhà nhưng lại ít để tâm chăm sóc, bởi vì nó cũng chỉ cần là để một góc có ánh sáng, cửa sổ vô cũng được, rồi xịt ẩm mỗi ngày. Đó, thì em nghĩ nó rất phù hợp với những bạn ví dụ như thích có cây cảnh trong nhà mà thường xuyên đi làm việc ở ngoài thì nó cũng dễ trồng, dễ chăm. À, và sau khi nhìn Nhật thiết kế thì thấy cũng dễ. Đó, cũng dễ nha. Và nó cũng tùy theo cái sở thích của mình trang trí thế nào. Nhật ơi, bây giờ ví dụ mà trong cái giai đoạn dịch như vậy á, ví dụ anh muốn mua online đi, anh muốn mua những dòng cây này về nhà để mình trang trí, để mình trồng nó, thì bên mình có những loại mẫu mã như thế nào? Có là mẫu mã mà em đã tự thiết kế trước, hay là bản thân anh bây giờ anh thích sáng tạo đi, anh có thể mua những cái chi tiết nhỏ nhỏ và anh tự trồng, tự sáng tạo ra cái mô hình cho riêng mình được không? Đối với cái sản phẩm này thì em có hỗ trợ ship rời từng phần nhá. Thì khi mà thường ship đi thì em đã ship đi rất là nhiều ở trong Sài Gòn rồi. Các bạn ở trong Sài Gòn thì rất là thích. Nếu mà không có dịch thì tháng 9 này bọn em đang có dự định là vào Sài Gòn cơ. Thì với cái sản phẩm này bọn em ship toàn quốc thì khi mà ship thì em sẽ ship rời từng phần để khi mà mọi người nhận ấy, mọi người sẽ tự làm một cái bình cây cho chính mình luôn. Và thường thì cái khoảng thời gian mà mọi người tự làm được cái bình cây như thế này này và sau khi hoàn thành nó thì mọi người lại cảm thấy rất là vui vẻ, và đây như là một cái thành quả nhỏ nhỏ của mọi người ấy, thế là mọi người thích tự làm hơn là làm sẵn. Vậy cho Dự hỏi là thí dụ một lát nó Dự đặt hàng thì trong thời gian này có ship được cho Dự không? Cũng thực ra bây giờ đang dịch thế nên là nếu mà ship thì nó cũng được, nhưng mà tùy từng vùng ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, vậy bây giờ Nhật có thể nói một số thông tin để cho những ai xem qua chương trình của Chuyện Đó Chuyện Đây thì có thể đặt hàng ở Nhật. Mọi người nếu mà quan tâm đến cây cảnh và đặc biệt là cây không khí thì có thể theo dõi bọn mình ở trên Instagram. Mọi người hãy tìm kiếm là chữ Hus Garden, H-U-S Garden.
là sẽ thấy bọn mình với Instagram là 40.000 follower nha. Rồi, thật ra thì Dự cũng đã từng thử trồng rất là nhiều những cây kiểng nhỏ cho tới lớn. Thì Dự thấy là nhìn dễ chứ không phải dễ. Bởi vì cái gì mình đặt tâm vô á, phải chi mình để đó mình trang trí, mình trưng. Nó héo mình đem cái khác về thì không nói gì. Nhưng mà để chăm sóc mỗi ngày á, thì cần người rất là kiên nhẫn, tỉ mỉ. Để tâm tới từng cái lá, những cái dấu hiệu vàng của nó nè. Rồi coi cái gốc rễ thế nào, tưới lượng nước làm sao nè. Thì Dự nghĩ là một cái người mà mê cây kiểng như Nhật đây thì sẽ là những người rất là biết quan tâm, rất là để ý và thậm chí là có một tâm hồn rất là nhẹ nhàng bởi vì toàn xung quanh là cây xanh thôi. Và Dự nghĩ điều đó sẽ đem lại cho một sự an yên và thật nhiều sức khỏe cho Nhật. Và Nhật ơi, em có thể chia sẻ thêm cho anh biết là cái dự định trong tương lai của em là gì không? Đồng thời thì những cái tâm huyết của em dồn vào những cái cây cảnh này thì em có cái thông điệp là muốn lan tỏa đến với quý vị khán giả cũng như mọi người đâu mà. Thì em muốn là có mặt ở trong Sài Gòn để được gặp gỡ và được tiếp xúc nhiều với các bạn trong Sài Gòn hơn. Và với thông điệp của những cái cây cũng như là của Hood Garden muốn gửi đến mọi người là cây là thiên nhiên và mong mọi người hãy luôn luôn yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Tiếp nữa là hãy nếu mà bạn đang có những cái cây trong nhà hãy thực sự để ý đến nó và phải luôn luôn để tâm và chăm sóc nó làm sao cho nó lớn thật là khỏe, thật là tốt. Đặc biệt là bạn có thể trồng cây bằng những vật dụng rất là đơn giản ở trong ngôi nhà của mình như là hạt quả bơ hay là củ hành, hạt chanh thôi thì bạn sẽ có một ngay một chậu cây rất là đáng yêu trong ngôi nhà của mình rồi đấy. Và một lần nữa thì bản thân anh cũng xin được chúc cho Nhật sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và đặc biệt có thể phát triển được dự định những mơ ước của mình sau này. Phát triển Hush Garden ngày càng vững mạnh và đến gần hơn với khán giả. Trong mùa giãn cách này ở nhà để bảo vệ sức khỏe thì Dự thấy rất là nhiều bạn bè đồng nghiệp của Dự cũng như khán giả bắt đầu tập tành trồng những loại cây mà mình có thể lấy từ những cái rau củ quả mình ăn hàng ngày á để mà trồng lên được rất là tốt. Và cảm ơn chia sẻ của Nhật ngày hôm nay đã đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Và bây giờ thì cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Và nhớ chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Minh Dự, anh Huỳnh Quý và bạn Long Nhật xin chào và hẹn gặp lại.